Còn 6 câu toán thực tế nữa chữa nốt nhá. Câu 1 nào. Nó cho phương trình quãng đường này. Hỏi vận tốc. Đúng chưa? Thì cái này các em phải nhớ là đạo hàm của quãng đường theo thời gian t nó bằng vận tốc đây. Đạo hàm ra bao nhiêu đây? Bằng t bình này trừ đi 6t cộng 5. Kể từ giây bao nhiêu thì vận tốc của chất điểm bắt đầu tăng, các em phải table, các em vẽ được cái bảng biến thiên của vận tốc thôi. Đây là t với vận tốc này. Được chưa? Em bấm máy tính ra cái đỉnh này. Đỉnh của 3V này bấm máy tính nó ra ngay gì đó. Menu 922 nhá. Nhập hệ số là 1 này, âm 6 với lại 5 vào. Đỉnh 3V thì nó chính là cái giá trị nhỏ nhất chỗ này này. Đó là 3 với âm 4. Được chưa? Thì T ở đây T phải dương nhá. T bắt đầu từ 3 này, không đến dương cùng này. Cái đáy này nó sẽ là bằng âm 4 này. Tăng lên thôi. Không đến là 5 này, này đến dương cùng này. Được chưa? Đó, vậy thì ở đây người ta hỏi rằng là kể từ giây thứ bao nhiêu trở đi thì vận tốc bắt đầu tăng, thì đây kể từ giây thứ 3 trở đi này, vận tốc nó tăng từ âm 4 lên dương cùng này. Được chưa? Kết luận ở đây câu 1 là 3. Thế nhá. Được chưa? Sang câu 2 đi em. Sang câu 2 đi. Câu này làm tỷ lần rồi. Chắc là trúng tủ trong lớp để chữa trục đề. Chắc nó phải có trong 3-4 đề. Ok chưa? Hàm G là hàm độ giảm huyết áp này. Đúng không? Hàm G nó là cái hàm độ giảm huyết áp. Được chưa? Giảm cái độ giảm huyết áp nhiều nhất. Em đừng gọi là bê cái từ giảm vào đây nhé. Bản thân cái hàm G nó đã là cái hàm độ giảm huyết áp rồi. Tức là câu 2 này này, nó yêu cầu các em tìm x bằng bao nhiêu để cái thằng Gx này nó phải là mắc. Hiểu vấn đề này chưa? Tìm x bằng bao nhiêu để cái G nó lớn nhất ấy. Thì bản thân cái G nó đã là hàm độ giảm huyết áp rồi. Tức là tìm x để G mắc thôi. Cứ này đọc gom cả từ giảm vào là dở hơi đấy nhá. Bây giờ giảm nhiều nhất đi tìm g min toang đây. Được chưa? Có ai nào tìm g min trong câu này không đây? Câu này nó không khó nhưng mà để đọc hiểu đề thì nó có cái hai cái từ này này. Học tiếng Việt 12 năm rồi nhưng mà đọc hiểu nó vẫn không hiểu. Đấy. Table thôi. Table này xem x nó bằng bao nhiêu? X thuộc cái đoạn từ 0 đến 30 này. X với G 0 đến 30 nha. Menu 8 đi em ơi. Nhập hàm 0.025 vào X bình này nhân với 30 trừ X. Cho X nó chạy từ 0 đến 30 và bước bằng 1 nha. Bướm qua một tí xem cái đó. Xem cái đáy, xem cái đỉnh nằm ở đâu này. Em xem cái đỉnh của này nằm ở đâu anh nhỉ. 89 này, 97 này, 100 này. Đang đỉnh tại 20 rồi. Được chưa? Em tao vào này xuống 20 đi ra nữa nhé. AC này, quét từ 19 đến 20 xem. Bước 0.1. À quên. À, quét từ 19 đến 21 đi. Bước 0.1. Thì khi mà cái bước nó bé rồi thì cái đỉnh các em sẽ thấy được nó chính xác cao hơn. Cái thao tác zoom thì làm nhiều rồi. Tóm lại thấy bằng 20. Cái đỉnh 100 này. Này giảm xuống. Nha, chốt. Vậy thì khi x bằng 20mg thì cái hàm độ giảm huyết áp này nó lớn nhất là bằng 100 nhé. Ta bữa nay thôi. X bằng 20 đơn giản thế thôi. Nào cô ba đi em, có thể làm đề nó nhàn chưa? Quan trọng là các em học như thế nào thôi. Còn học đúng, học hiểu thì nó sẽ làm nhanh thôi. Cứ buồn là đi ngủ thì không giỏi được đâu. Em nhớ nha, cái này thì không lưu lại đâu. Chỉ những đứa mà xứng đáng thực sự thức khuya dậy sớm thời điểm này thì nó xem được. Nó học giỏi thế thôi. Tất cả nó đều phải có giá của nó hết các bạn. Muốn học giỏi, muốn điểm cao mà lại chỉ ăn với ngủ xong ngồi kêu thì bạn chỉ có đỗ trong cơn mơ đấy các bạn.
Em phải tự học cách giải quyết vấn đề của mình đi nhá. Bây giờ nghe kỹ này, người ta đối xử với các bạn dựa trên cái chỗ dựa của em là bố mẹ của bạn, mức lương của bạn, mối quan hệ xã hội của bạn bây giờ. Dạ. Nhưng tầm 10 năm sau ấy, chắc chắn rằng lúc đấy bố mẹ của em nó sẽ qua thời kỳ đỉnh cao rồi. Thì lúc đấy người ta sẽ nhìn vào cái năng lực của em để người ta đối xử với bố mẹ của bạn. Bạn nghe kỹ câu này, sau này chắc chắn các bạn đủ lớn các em sẽ nghe, các em sẽ hiểu câu này. Nên là tranh thủ nha. Còn thời gian thì còn thời điểm, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Giai đoạn này thì các em không học thì không còn thời điểm nào để các em học hết nữa. Ông An dự định này sử dụng hết 8 mét vuông kính để làm một bể cá bằng kính. Được chưa? Có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Thì cái này mô hình này các em vẽ nhiều rồi. Hình hộp chữ nhật như này này. Đến Trung Quốc người ta giàu như thế mà người ta còn phải chăm học. Mình nó đang nước nghèo như này, các em cứ ngồi các em kêu bộ giáo dục thế này, bộ giáo dục thế kia thì ai giải quyết cho các bạn? Được chưa? Em muốn có công bằng thì các em phải tự tạo ra cái môi trường cho mình thôi. Em có năng lực thì công bằng nó sẽ tự đứng về phía các bạn, không phải là ngồi kêu các bạn nha. Kêu không giải quyết vấn đề gì hết. Có ai nào người ta thừa biết tổng cái diện tích làm cái bể này là 8 mét vuông kính, đúng chưa? Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chiều dài là x thì chiều rộng là 2x, thì gọi chiều cao là id, đúng chưa? Có dung tích lớn nhất. Dung tích lớn nhất là cái hàm thể tích ấy. Dung tích là thể tích ấy. Được chưa? Vậy tóm lại thể tích V của cái hàm số này là dài nhân rộng nhân cao là y nhân 2x bình phương. Y nhân 2x bình phương. Và ông này phải tìm ông này để mắc này. Những cái bài toán này thường nó có cái từ quan trọng nhé. Em phải đánh dấu nó vào. Được chưa? Vận tốc tăng này. Đấy. Tức là tìm cái khoảng của T để vận tốc nó đồng biến. Hiểu đơn giản là như vậy. Câu 2 có những cái từ quan trọng này. Huyết áp giảm nhiều nhất, tức là tìm cơ mắc. Câu 3 này, dung tích lớn nhất là thể tích mắc. Đấy, các em phải bắt được cái từ quan trọng tìm cái gì, sau đó thì tìm những yếu tố xung quanh. Hỏi dung tích lớn nhất là phải đi tìm hàm thể tích và biện luận để cho nó lớn nhất. Mà muốn biện luận lớn nhất nhỏ nhất thì các em phải đưa về một ẩn thôi. Ở đây nó là hàm hai ẩn x với y này. Còn mỗi cái giả thiết là 8 mét vuông chưa dùng. Thì các em phải xem trên cái bể này này. Diện tích kính nó là những cái phần nào? Diện tích kính là phần nào? Chưa? Không nắp. Không nắp thì các em nhớ là cái hình cái bể cá rồi đúng không? Bể cá thì bình thường là cái hình hộp chữ nhật ấy. Có 6 mặt thì nó chỉ có 5 mặt là làm bằng kính thôi, cái mặt bên trên phải để hở ra chứ, hiểu chưa? Đấy là cái bể cá tư duy như thế. Tổng diện tích làm kính này, tổng diện tích kính nó là bằng hai cái mặt hông này là xy cộng với nhau thành 2xy, thấy chưa? Hai mặt trước sau, diện tích của một mặt sau là 2x nhân y là 2xy rồi, mặt trước cũng là 2xy nữa là cộng vào thành 4xy, cộng diện tích mặt đáy nữa, đáy là hình chữ nhật là x nhân 2x nó là 2 quỳnh. Làm gọn đi nó sẽ thành là đấy 6xy cộng với lại 2x bình. Và tổng cái diện tích kính như này, tổng diện tích kính là bằng 8. Được chưa? Nha. Vậy thì bây giờ chúng ta đã tìm được quan hệ giữa y rồi, rút y ra. Y nó sẽ là bằng 8 này trừ đi 2x bình và chia cho 6x. Ok chưa? Cái này có thể giảm nước là nó đi một chút xíu nữa nó đẹp hơn, chia 2 nhỉ. Chia 2 đi. Thì nó sẽ thành 4 nhỉ. 4 chia x bình chia 3x nhé. Đồng ý không? Chia từng mẫu cho 2. Đẹp hơn một tí. Đấy thì các em thế vào đây. V nó sẽ là một ẩn thôi. 4 trừ x bình chia 3x này nhân với 2x bình. Tóm lại là các em chưa cần biết thể tích nó là cái gì. Tao bờ le chưa?
Nó lại trở về bài toán đại số bình thường. Bản chất của toán thực tế này, đây nó thuộc cái dạng là toán thực tế min-max, chưa? Là các em phải đưa về cái hàm, hàm cần tìm lớn nhất là hàm thể tích, đưa về một ẩn và ta bữa nay tìm min-max. Vậy thì các em phải tư duy mình gọi những cái gì để đưa được v về một ẩn. Thì đấy, gọi chiều dài, chiều rộng, chiều cao ra làm gì nữa? Và đưa về một ẩn thôi. Thì còn lại là máy tính giải quyết giúp các em thôi. Chứ đến đây chả ai ngồi làm tay cả và dở hơi, đúng không? Còn chả cần làm gọn thì bấm luôn này, menu 8 này, phân số là 4 trừ đi x bình, đưa cho mẫu là 3x này, được chưa, nhân với lại 2x bình, đồng ý không, 2x bình nha. Cái này mà các em chặn điều kiện một chút xíu, các em thấy x y dương, từ đó các em sẽ thấy được x nó sẽ nằm trong cái đoạn từ 0 đến 2 ấy. Wow. Chặn điều kiện một tí nhá, một tí thì các em sẽ cho nó chạy từ 0 đến 2 thôi, 0 đến 2 bước để 0.1 là ngon rồi. Cái giả luôn thì đỉnh bao nhiêu đây, tăng dần lên đến 1.25 này, đến 2 các em ạ, lên tiếp đến 2.048 rồi nó giảm luôn các bạn, 1.2 mấy ấy, 1.3 nó giảm rồi, 1.3 nó giảm về 2.002 này, được, 1.475 các bạn giảm về 0. Vậy tóm lại là các em sẽ tìm được ở đây nó bắt làm tròn đến hàng phần trăm, à hàng phần trăm thì các em sẽ thấy được ngay thể tích, đúng không, nó bắt tìm thể tích lớn nhất, đúng chưa, thì các em phải zoom to thôi, zoom to cái v ra nha. Thì đây là x này, đây là v này, đúng chưa, các em tìm được cái chạy từ 0 đến 2 thì tại x bằng 1.2 này, thì cái v này này nó lớn nhất, nó sắp xỉ bằng bao nhiêu nhỉ, 1.2 nó sẽ lên được là 2.048, nhưng mà chưa chắc cái đỉnh này nó đã là cái đỉnh lớn nhất đâu, vì cái này table các em chỉ ra sắp xỉ thôi, đúng không, ra sắp xỉ thì các em làm tròn lên thì cái độ chính xác nó cũng chưa cao mấy, độ chính xác nó cũng chưa cao mấy, đồng ý không? Thì chúng ta có một cái cách tìm chính xác cái đỉnh ra bằng máy tính rồi, đúng chưa? Cách tìm chính xác cái đỉnh này thì có dạy các bạn trong lớp lý thuyết rồi, đúng không? Em thoát table đi, các em bấm d trên x của v vào, nó sẽ ra được là 4 trừ đi x bình này, chia cho mẫu là 3x này, nhân với lại x bình này, nhân với 2x bình này, đúng chưa? Tại x bằng x nhá, tại x bằng x. Và các em bấm shift zone này, giá trị khởi tạo các em để xung quanh 1.2 đi, nó sẽ ra được cái chính xác cái đỉnh này này, khi x bằng 1.1547 đấy nhá. Cái đỉnh này này nó sẽ hơi lẻ một tí, nó hơi lẻ một tí, em thử bình phương lên xem nó có ra số đẹp không, thì cụ thể nó sẽ ra 1.3333 này, 1.333 thì nó sẽ là 1, bao nhiêu nhỉ, nó sẽ là 4/3. Vậy thì cái giá trị này nó chính là căn của 4/3 đấy, cái căn 4/3 nhá, tức là bằng 2 chia căn 3, à 2 chia căn 3 đấy, được chưa, ok chưa. Thì các em sẽ có thể là dùng máy tính để tìm chính xác cái đỉnh ở chỗ này này, quy tắc tại x bằng 2 chia căn 3 sấp xỉ 1.2 nhá, và các em sẽ tìm được chính xác cái v này này, nó ra được chuẩn đét luôn, chuẩn đét luôn, 4 này trừ đi x bình chia cho 3x nhân với lại 2x thôi, x bình ở CRC và 2 chia căn 3 này. Đấy, nó sẽ ra được chính xác cái v là bằng 32 căn 3 chia 27. Lúc này các em tha hồ làm tròn nhỉ, tha hồ làm tròn luôn, nó bảo làm tròn đến hàng phần trăm đúng không, là 2 số 0 đằng sau ấy. Đấy thì 52 này, 52 làm tròn lên thành 5 thôi, thì các em sẽ thấy được sấp xỉ v nó là 2.05 nha, được chưa? Thì cái table nó cũng tương đối chính xác rồi, các em cũng làm tròn lên được, nhưng mà nó chưa chính xác mấy bằng cái việc là các em tìm thêm chính xác cái đỉnh ra thì độ chính xác nó cao hơn, được chưa? Cái quy tắc này mình có học trong lớp lý thuyết rồi. Vậy kết luận trong câu 3 nó là v bằng 2.05 nhé, được chưa? Còn chính xác cái v lớn nhất
nó sẽ là bằng 32 căn 3 chia 7 nha, đúng chưa? 32 căn 3 chia 7 nha. Ok chưa? Đến sáng luôn à? Sáng luôn. Gì mà đến sáng, mấy câu tí là xong. Được chưa? Chốt nha. Những cái câu kiểu kiểu này thường các em chỉ cần tìm cái hàm thể tích cho một ẩn thôi. Tìm hàm thể tích cho một ẩn thôi. Được chưa? Thì nó sẽ ra luôn. Việc còn lại là table. Chả ai đến đây mà ngồi làm tự luận cả. Thì các em nhìn cái hàm thể tích nó loằn ngoan loằn ngoằn đúng không? Ngồi đạo hàm rồi giải đạo hàm bằng không ra thì đến mùa mít các bạn. Đã khoanh lâu rồi. Nhưng cái thao tác này là người ta chỉ cần thiết lập ra đến hàm thể tích thôi. Thì min max là máy tính nó sẽ hỗ trợ cái việc table rồi, cái thao tác này. Và xu hướng của học toán tương lai cũng như thế. Các em chỉ cần thiết lập được đến cái hàm này. Được chưa? Việc còn lại bây giờ nó là lao động chân tay này. Thì cái lao động chân tay thì người ta sẽ đẩy cho máy tính nó làm. Thế ai còn ngồi đi đạo hàm là bảng biến thiên. Được chưa? Cái này là hoàn toàn lao động chân tay này. Đấy, ngày xưa thì giống như kiểu các em nâng cấp lên thôi. Ngày xưa là các cụ cày ruộng bằng trâu đúng không? Đấy, hoặc là cày bằng tay các em. Không có trâu thì cày tay. Đấy. Sau đó dần dần máy móc nó ra đời thì người ta điều khiển máy, người ta cày bằng máy. Cái này cũng vậy. Các em phải tự thiết lập được cái hàm bản chất nào các em phải hiểu. Còn đến những cái thao tác làm chân làm tay như thế này thì các em phải dùng máy chứ. Ngồi mà làm tay thì những cái bài toán này làm sao mà kịp thời gian được. Làm tay thì tất nhiên là biết làm. Tự luận thì các em vẫn phải học. Đạo hàm là bảng biến thiên bình thường. Nhưng mà đến lúc đi thi có 90 phút. Các em ngồi làm tay thì đến bao giờ? Nên là mình phải linh động lên. Và đấy là cách luyện đề. Đấy là cách luyện đề. Được chưa? Câu 4. Nha. Yeah. Cho N này. Nhớ kỹ nha, like thì không lưu lại đâu, nên là các bạn muốn học thì học trực tiếp nha. NT bằng 15T cộng 4 chia 2T cộng 1. Người ta hỏi cái gì đây các em? Theo thời gian, dân số của thị trấn sẽ luôn tăng, nhưng sẽ không bao giờ đạt đến ít nhất bao nhiêu nghìn người. Thì cái này các em sẽ hiểu đơn giản thôi, là cái hàm NT này, khảo sát T với NT nhé, T với NT. Là các em sẽ giải thích được cái bài toán này một cách trọn vẹn luôn. T ở đây chắc chắn nó sẽ chạy từ 0 đến dương vô cùng, đúng không? Dân số của một thị trấn kể từ năm 2000 được tính theo công thức như này. Theo thời gian, dân số của thị trấn sẽ luôn tăng. Được chưa? T là cái gì nhỉ? Để ra cụt ngún này. Được ước tính bởi công thức. Theo thời gian nhá, dân số của thị trấn sẽ luôn tăng, nhưng sẽ không bao giờ đạt đến ít nhất bao nhiêu. Cái T này các em phải hiểu là hai hướng hiểu. Một là tại thời điểm ban đầu là T nó đã bằng 2000 rồi, thế nó cũng hơi vô lý. Chưa? Hai là tại thời điểm năm 2000 thì T nó bằng 0 ấy các em. Đấy, bắt đầu tính ấy, tại thời điểm 2000 thì T nó bằng 0. Chưa? Đấy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Dân số của thị trấn sẽ luôn tăng, nhưng không bao giờ đạt đến ít nhất bao nhiêu nghìn người. Bản chất là nếu mà T nó từ 2000 cũng được, mà từ 0 cũng được. Được chưa? Kể từ năm 2000 được tính theo công thức. Cái này đề bài nó gọi là gì nhỉ? Chưa chặt chẽ nhé. Thầy đánh giá câu 4 là chưa chặt chẽ. Chưa? Đọc vào người ta phải giải thích rõ ra xem là T nó là cái năm đấy hay là T nó tính từ cái năm đấy là T bằng 0. Đấy, các em phải hiểu rõ này. Đa số là thường thường là T nó sẽ tính từ bằng 0 ấy. Thường thường là T từ 0. T nó là cái năm tại thời điểm. Từ năm 2000 T bằng 0 ấy, thường nó sẽ là như vậy.
Còn nếu mà t nó bằng 2.000 nó chả sao đâu. Nếu mà t từ 0 đến dương cùng như này này, em sẽ thấy hàm này là hàm đồng biến thôi. Chưa? Nó sẽ tăng này. T bằng 0 thì nó bằng mấy nhỉ? T 0 thì mấy đây? T bằng 0 thì thay vào đây này, nó sẽ ra được là bằng bằng 4 đấy kia. 4 lên đến mấy đây? Dương vô cùng em tính lim nữa thôi. 15 phần 2. Chưa? T đến dương cùng cái lim này 15 phần 2 là gì nào? Đấy. Bản chất là nó hỏi là cái gì nhỉ? Theo thời gian thì dân số của thị trấn nó sẽ luôn tăng, nhưng không bao giờ đạt được đến ít nhất là 15 phần 2.000 người. Cái này mắc này. Đúng không? Vậy thì kết luận trong câu 10, câu 4 này này, nó sẽ là 15 phần 2 bằng bao nhiêu nhỉ? 7,5 đúng không? Đấy. Kết luận trong câu này là 7,5. Em điền đáp án là 7,5. Được chưa? Câu 3 là xấp xỉ 2,05 này. Thế nhá. Ok chưa nhỉ? Đấy thì khi nó t tiến đến vô cùng vô tận ấy, thì cái dân số này, đúng chưa? Nó mới đạt đến là 7,5 nghìn người. Được chưa? Thì t nó thời gian nó tiến đến vô cùng vô tận. Đó thì nó mới đến 15 phần 2 nghìn người. Đó thì đấy nó sẽ giải thích cho cái câu nói là theo thời gian dân số sẽ luôn tăng nhưng không bao giờ đạt được đến chỗ này. Cái này là vô cùng, nó chỉ là đại diện cho một số rất to thôi. Cái này chỉ là giới hạn. Em hiểu đơn giản là 15 phần 2 nó là lim. Lim của n khi lim của nt khi n nó tiến đến dương vô cùng ấy. À khi t tiến đến dương vô cùng. Đấy thì nó là bằng 15 phần 2. Thế nhá. Ở đáp án nó chính là bằng 15 phần 2 đấy. Ok chưa nhỉ? Câu 5 đã làm nốt nhé. 5 câu 6 đấy nhỉ? 5 câu 6 nó cũng dễ rồi. Câu 5 đây là cái gì đây? Cho hàm CV này. Tôi biểu diễn như cái bên dưới. Tài xế lái xe với tốc độ trung bình thấp nhất là bao nhiêu km/h? Để số tiền xăng không vượt quá 500.000. Ước tính chi phí tiền xăng phụ thuộc vào tốc độ trung bình. V. Nhá. Để diễn trực quan sự thay đổi của CV theo V này, vẽ đồ thị như bên dưới. Được chưa? Tài xế lái xe với tốc độ trung bình thấp nhất là bao nhiêu? Nó bắt tìm V. V bằng bao nhiêu? CV là tiền xăng đúng không? CV là chi phí tiền xăng này. Không vượt quá 500.000. Được chưa? Nhá. Lái với tốc độ trung bình thấp nhất là bao nhiêu? V. V min ấy. Tìm V min để cái hàm CV này nó nhỏ hơn hoặc bằng 500. Đơn vị là 1.000 đồng đúng không? 500. Đơn vị là 1.000. Ok chưa? Hỏi vận tốc bé nhất bằng bao nhiêu để CV luôn nhỏ hơn hoặc bằng 500. Tiền xăng không vượt quá 500.000 mà. Đấy. Thì đây các em nhìn vào 500 ở đây này bạn này. 500 ở đây. Đúng chưa? Thì nó sẽ là từ đây đổ xuống này các em này. Tại x bằng 40 các em. Đúng đây. Đấy. Các em nhìn rõ chưa? Các em nhìn rõ cái hàm chi phí tiền xăng chưa? X từ 40 đến 120 này các bạn này. X thuộc cái phần này này. Được chưa? Thì cái chi phí tiền xăng nó sẽ giảm. Giảm từ 500 về 400 này rồi nó lại tăng lên. Thì tóm lại là khi V bằng 80 này, chi phí tiền xăng thấp nhất là bằng 400.000. Được chưa? Đấy nhá. Còn từ 0 đến 40 thì cái chi phí luôn lớn 500 rồi. Hiểu vấn đề rồi đúng không? Tóm lại nhìn đọc đồ thị em sẽ suy được V min bằng 80 là cái đáy của này này. Được chưa? Đơn vị là km/h nhé. Đúng đơn vị giờ. Thì kết luận trong câu này nó là 80 đấy. Thế thôi. Nhìn đề bài đọc luôn có gì đâu. Câu này cũng phải làm nhé. Nhìn phát ra luôn. Thế thôi các em. Thế thôi làm gì nữa. Vẽ sẵn CV cho các em rồi. Cái hàm CV nó viết sẵn cho các bạn. Gọi là chỉ là để rõ game. Chả dùng để làm gì cả. Cho nó đề bài nó hợp lý thôi. Còn bài này là nhìn đồ thị là kết luận được luôn. Chứ không cần phải làm nữa. Ở đây nó dễ không?
quan trọng là người chữa thôi. Thầy chữa các em thì các em thấy nó dễ, mà đến lúc các động ở phòng thi thì ai mồi cho các em? Giống kiểu kiểu các em phải đi thi phải có ai mồi cho các bạn mới làm được. Hoặc là làm mấy cái dạng dạng giống 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 nhau liền mạch thì kiểu quen mũi. Đến lúc đi thi động vào những cái đề tổng hợp như thế này, ai mồi cho các bạn? Tự thân mà vận động đi làm gì nữa. Dù sao thì công cũng phải là người đi thi, giáo viên nó đi thi đâu. Nào tập trung này. FT nó là cái gì? Kỹ năng đọc đề thì các em phải làm nhiều. Anh tròn những cái từ quan trọng vào. Được chưa nhỉ? FT là hàm chiều cao. Hàm chiều cao của một cây giống. FT là hàm chiều cao của một cây giống. Được chưa? Khi đó đoạn hàm F' nó sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao. Nó gần như là quãng đường với vận tốc ấy. Được chưa? Câu 6 gần như bài toán quãng đường vận tốc mà. F là quãng đường thì đạo hàm của F nó là vận tốc đúng không? Thì F là tốc độ tăng chiều cao này. Đấy. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm sau bao nhiêu tháng thì cái tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất, thì tóm lại là bài toán nó bắt tìm T để F phẩy nó lớn nhất. Tìm T bằng bao nhiêu? Đọc hiểu cái đấy, nó yêu cầu các em đọc hiểu mà. Để F phẩy T nó mắc thôi. Được chưa? Đoạn các em có thể là ta bờ ne ra. T này. F phẩy này. Em mà tăng giảm như nào nhá. T nó sẽ tăng từ 0 đến dương vô cùng đấy. Một số tháng đúng không? Bắt đầu từ 0 này. Dương vô cùng. Quét thôi. Nào tính F phẩy đi. Đạo hàm bằng cái gì đây cái? Nếu không tự hàm đây. U trên V đúng không? Đang có từ bằng 0 rồi. Cho nên mẫu này. Trừ đi. Đang có mẫu nhân tử là 200 nhân với bao nhiêu đây? 1 đang bằng 0 rồi. Nhân với 4 này. Em mũ trừ T đạo hàm nó bằng âm 1. Nhân với em mũ trừ T tiếp thì âm 1 nhân đây thành cộng này. Em mũ trừ T thôi. Chia cho bao nhiêu đây nhỉ? Chia cho mẫu bình phương là 1. Cộng với lại 4 nhân em mũ trừ T bình. Đây là F phẩy. Được chưa? Nhập vào tab này thôi. Em nhú 8 nhá. Phân số này. 200 x 4 thì nó là bằng 800 đấy. Nhân với lại e mũ. Trừ t là trừ x. Nhân cho mẫu là 1 này. Cộng với lại 4 nhân với lại e mũ. Để năm nay nó sẽ khó kiểu khác. Mọi năm thì nó khó về tính toán. Nhưng năm nay thì nó sẽ khó về đọc hiểu. Sau đó thì những bài khó thì nó sẽ yêu cầu các em tính toán nó khó hơn thôi. Bình phương lên. Nha. Ok chưa nhỉ? Cho nó chạy từ 0 đến 9 đi. Bước thì để 0.25 khảo sát qua một chút. Xem là tăng giảm như thế nào. Chưa? Em thấy này. Nó tăng từ 32 lên mấy đây? Lên đến 49 này. Được chưa? Rồi nó giảm luôn quá. Đấy nó giảm rồi. Đấy nó giảm mình mười mấy ấy. Tốt nha. Thì mình chỉ cần quan tâm cái đỉnh thôi. Cái dâu ria kệ nó. Cái đỉnh thì nó sẽ xoay quanh bao nhiêu đây nhỉ? Thì xoay quanh tầm 1.5 đấy đúng không? Em quét bấm AC đi. Quét từ 1 đến 2, bước 0.1 thì zoom to một tí nhé. Bước 0.25 nó chưa an toàn mấy đâu. 49.99 thì khả năng sắp xỉ 50 các bạn. 49.99. Đấy tóm lại là em ta bờ le các em thấy được khi x bằng 1.4 này. Được chưa? 1.4. Thì nó sẽ ra được là sắp xỉ bao nhiêu đây? 49.99 đấy. Được chưa? Tốt nhé, T bằng 1.4 này. Thì cái F phẩy nó sẽ đạt đỉnh là bằng 49 này, đoạn này nó giảm này. Được chưa? Và nó bắt làm tròn đến 2 chữ số đúng không? Nó bắt tìm đây này các bạn này. Sau bao nhiêu tháng này. Được chưa? Thì bắt tìm T ấy. Cái 1.4 này này. Các em cần tìm chính xác thì các em sẽ đạo hàm ra thôi. Nhập menu. Nhập vào trong cái D trên X ấy. Nhập cái F phẩy vào là 800 này nhân với 4 này, à 800 nhân với lại e mũ trừ x này, chia cho mẫu là 1 cộng với lại 4 nhân với lại e mũ trừ x bình phương lên tại x bằng x nghiệm của đúng rồi, cái đỉnh này nó là nghiệm của F phẩy nhá, cái này nó là cực trị của F phẩy đấy, bằng x đúng rồi đấy, được chưa?
ipso này xung quanh x tầm 1,4 thì các em sẽ ra được cái đỉnh chính xác thôi. Đã, chính xác em bấm d trên x f phẩy tại y bằng x nhé, rồi tính năng sôn thì nó sẽ ra được cái đỉnh chính xác của game này này, 1,386. Chấm 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 kệ nó nhé, đằng sau thì kệ nó, được chưa? Đấy, các em chỉ cần tìm chính xác thôi. Còn ta vừa lên nó chỉ ra tầm khoảng 1,4 thôi. Đấy, còn tìm chính xác thì em tìm trong cái d trên x nhé, nghiệm của đạo hàm. Rồi làm tròn nữa nhỉ? Làm tròn đến hai chữ số đằng sau số thập phân này. 86 các em phải làm tròn lên thành 9 nhá. 1,39. Nhá. Theo quy tắc làm tròn này. 86 mà. Làm tròn lên 9 thôi. Thì kết luận trong câu 6 nó phải là 1,39 nhá. Ok chưa? Đó thì đấy là cách làm. Cái này em không biết thì các em thiệt thôi. Cái quy tắc này thì thường bài toán thực tế thì số nó khá là lẻ. Em ngồi em đạo hàm này không phải giải f phải bằng 0 thì đến đời nào các bạn. Dạ. Còn lâu rồi. Nha. Đấy nó vẫn là những cái kỹ năng. Rồi chỉ xác nghiệm thì cái này đăng ký lớp lý thuyết thôi. Được chưa? Ăn uống thì mua quà kiếp cho người yêu cả triệu thì đếch tiếc tương lai của mình. 200-300 nghìn bảo đăng ký lớp thì nói này nói nọ các bạn. Nói chung là người chăm thì người ta cứ âm thầm người ta học. Còn ông nào mà người học thì ý kiến kêu ca. Mấy cái lý thuyết này thì các em học đầy đủ trong lớp học, nó có đầy đủ các dạng rồi. Từ lớp cơ bản đến lớp nâng cao này. Đấy nhá, thì bạn nào mà yếu thì cày lại thôi. Được chưa? Tầm Tết xong chương trình rồi này, đầy đủ từ hàm hợp này. Trị min max này, tương giao này. Đến ứng dụng thực tiễn là có 3 buổi đấy, cày lại thôi. Được chưa? Ứng dụng thực tiễn min max là cái gì? Ứng dụng thực tiễn tối ưu là cái gì? Ứng dụng thực tiễn là min max có tròn xoay này. Đấy, trong lớp thì mình đang học toán thực tế trong chương vector. Chuẩn bị sang chương 3 là chương về số đặc trưng. Được chưa? Đăng ký lớp thì các bạn nhắn cái này thôi. Có người tư vấn lớp nhé. Còn giờ mà đi đến đít rồi, lên like còn tìm người yêu kèm học thì hai đứa dắt nhau về mà chặn lợn.